sợ không có khổ nha. Không sợ gì hết. Ăn được cái gì rồi? Tôi xin lỗi với anh nha. Tôi xin lỗi với anh nha. Tôi đố anh Hưng chủ tịch thị trấn này nó cầm tôi đây. Chỉ là cầm, anh quay lại cho tôi dùng cái. Thứ quay. Rồi. Thứ không dứt khoát đạt. Tôi xin lỗi với anh nha. Anh nói với ai cho nói với tôi không ngán đâu nha. Anh đừng có nói nha. Rồi. Anh căn cứ vào mã anh cầm tôi đi. Tôi đưa cho anh đây không? Thôi bạn nữa. Không ơi, không chịu đâu. Không phải cái đâu. Tôi không nói. Tôi đưa anh là anh Hưng chủ tịch thì thắng ngay cả nó. Chỉ nào cầm tôi đưa tay cho anh không? Anh cầm đi. Không hợp tác thì cầm. Anh cứ ngồi xuống làm việc. Anh tưởng anh mới là chủ tịch à? Anh giỏi chắc à? Cái bàn đấy là mấy người? 7 người. Anh tưởng tôi à? 7 người. Anh chỉ nào đi. Thì anh quay phim nào? Anh mở ra coi thủ có đúng 7 người không? Mở đi. Thôi đừng có to tiếng, to tiếng rồi nhỏ lại không được đâu. Không, tôi là tôi nói thật với anh, tôi không bao giờ tôi nhỏ với anh. Anh tưởng anh mới lên chủ tịch đây anh dọa tôi à? Không có ai dọa hết á. Không ai dọa ai rồi à? Đúng rồi. Tôi là tôi giữ bình yên cho nhân dân của tôi. Tôi sẵn sàng tôi chấp nhận với anh, nói thật với anh là. Tôi nói. Khi vào văn bản, tôi hôm nay là tôi tiếp khách, nhưng tôi vẫn là giữ. Có thêm khách tôi vẫn không dám nhận. Tôi nói thật với anh luôn như vậy. Tôi nói anh rồi không là cả anh với tôi nói đó phải có những cái nhau làm gì quán như vậy nha. Phải người ơi, em thưa với anh, em rất là trân trọng với anh rồi. Nhưng mà em thưa với anh cái này thì cứ anh cứ là như vậy đi, còn việc như thế nào đó thì tôi anh không có thấy cá với nhau cả. Em thưa với anh là em rất là trân trọng với anh nhiều. Tôi của mình là cả nói thật với anh là em rất là trân trọng riêng anh là em rất là trân trọng. Này đây đấy là anh em mình cả đúng rồi, ngoài ra mình là giữ bình yên cho thị trấn em đó. Nhưng mà em đúng luôn, em là giữ thật với anh là hôm nay đáng lẽ em tiếp là 10 người. Biết rồi. Nhưng mà em chỉ mời 7 người, nói thật với anh luôn. Biết rồi. Là hôm nay em không giữ đúng theo luật. Nhưng mà có, nó nói chung là chúng ta phải chấp hành. Các anh bạn phải chấp hành. Ma rắc nhưng mà thị trấn không ngoài vùng dịch. Thì không cần là đáp đúng không? Đúng không? Cứ cái địa chỉ đó thôi chứ lại đúng rồi. Cái địa chỉ nó còn cái vùng dịch hay không vùng dịch thì cái đó là có quyết định của chúng đấy. Đúng rồi. Nói thật với anh là bạn ba người bạn của em là ma đó, tụi em cũng gặp tình cờ luôn đấy, mà như đấy không phải bằng cái chuyện đâu. Anh cũng như các anh cứ để em nói thôi nè, tình cờ thì bây giờ nói rất là phổ thông cũng như là anh em thôi. Bây giờ vô gặp á thì nói chung là bây giờ không lẽ người ta không mời được bữa cơm. Anh nghĩ xem đó, người ta mời bữa cơm cái chuyện mà bây giờ khách anh em từ hồi giờ đó cũng như anh em từ hồi giờ mà không mời được bữa cơm đúng không? Ta 10 giờ rồi xong rồi là nói chung là cũng gặp những người bạn nó cũng tình cờ đã gửi vô, chứ còn tụi em cũng đâu có cái gì thì mà cố gắng. Và tụi em nói thật với anh, tất cả tụi em đây là đều là tiêm vaccine, cho nên tôi cũng công nhận là như vậy, đều là tiêm vaccine 2 mũi, cho nên cũng chủ quan cái chỗ đó.